Rào cổ lam là một trong những dược liệu cổ quý hiếm, được sử dụng với rất nhiều công dụng trong y học. Chính vì vậy, rào cổ lam còn được ưu ái đặt tên là cỏ trường thọ. Ngày nay, các nhà khoa học đã chứng minh các tác dụng của rào cổ lam với những bằng chứng rất rõ ràng. Rào cổ lam có tên khoa học là Gynotema pentapilum, là dạng cây thảo có thân mảnh. Rào cổ lam đã được ghi vào trong sách cổ Nông Chính Toàn Thư Hạch Chú, quyển hạ năm 1639 của Trung Quốc và được các vua chúa Trung Quốc sử dụng để tăng cường sức khỏe, kéo dài tuổi thọ, làm đẹp. Do vậy, rào cổ lam còn được gọi là cỏ trường thọ. Vào năm 1976, khi nghiên cứu một bộ lạc có tuổi thọ trung bình là 98 tuổi sống trên vùng núi cao, người Nhật Bản đã tình cờ phát hiện ra người dân nơi đây đã dùng rào cổ lam chế biến thành trà uống hàng ngày để tăng cường sức khỏe. Người dân Nhật gọi rào cổ lam là phúc âm thảo. Năm 1997, lần đầu tiên, giáo sư Phạm Thanh Kỳ cùng các cộng sự đã phát hiện một quần thể rào cổ lam mọc tự nhiên trên núi Pan Sipang, Lào Cai ở độ cao 1.500m. Rào cổ lam thì đã được người Việt chúng ta cũng như nhiều dân tộc khác trên thế giới sử dụng từ nhiều thế kỷ trước. Như ở Nhật ấy, thì như vậy là người ta đã sử dụng, có nhiều vùng người ta đã sử dụng rào cổ lam như là thay uống nước chè và thấy là nó có tác dụng tốt đối với cơ thể, đối với sức khỏe và đặc biệt là giúp cho cái tuổi thọ nâng cao rất nhiều. Cho nên là đã có một cái tên gọi là phúc âm thảo. Hoặc là nhiều vùng ở Trung Quốc thì người ta cũng sử dụng rào cổ lam như là mỹ thuốc, uống thay nước chè và cũng có cái tác dụng rõ rệt đối với sức khỏe và tuổi thọ. Cho nên là người ta đã có những cái tên rất là đặc biệt, ví dụ như là cái cỏ thần kỳ, hoặc là trường sinh thảo, hoặc là trường thọ thảo. Thế ở Việt Nam thì nhân dân ta cũng đã nhiều vùng cũng sử dụng cái rào cổ lam này như một cái vị thuốc để mà bổ dưỡng, nâng cao sức khỏe. Ông Cao Văn Vân, 62 tuổi, ở Minh Khai, thành phố Bắc Cạn, tỉnh Bắc Cạn, bị cao huyết áp và máu nhiễm mỡ nhiều năm, hàng ngày phải uống thuốc Tây để điều trị. Tuy nhiên, nhiều khi huyết áp lên xuống cũng khá thất thường. Chính vì vậy, ông đã đến với rào cổ lam như một loại thảo dược để làm giảm huyết áp và mỡ máu. Cái máu nhiễm mỡ này là cũng rất là lâu rồi, có lẽ phải cách đây được chục năm rồi. Sau đó tôi lên trên Bắc Cạn này thì người ta giới thiệu là cái rào cổ lam là cái chữa nhiễm mỡ, thì đã có lần tôi thuê người dân tộc, người ta lấy cho tôi là 40-50 cân này, và tôi dùng cái máy sao chè để tôi sao, xong rồi tôi sắc đun nước uống thường xuyên, thì tôi thấy là sau độ khoảng hơn 1-2 tháng gì đấy là tôi đi Hà Nội ấy, thì tôi khám thì cái máu nhiễm mỡ là coi như là không có nữa, nữa thôi, thế là thế ổn. Cây thuốc rào cổ lam có tác dụng trong việc giảm mỡ máu. Người thường xuyên uống nước từ cây này có thể ức chế tăng 71% lượng cholesterol trong máu, ngăn ngừa các bệnh biến chứng về tim mạch, xơ vữa mạch máu, làm tan máu đông, chống huyết khối, giúp máu lên não lưu thông nhanh. Uống nước từ cây thuốc rào cổ lam hàng ngày có thể giảm căng thẳng, chống lại quá trình lão hóa và có giấc ngủ sâu, bảo vệ tế bào gan, tăng tiết mật, tăng cường chức năng giải độc cho gan. Cây thuốc rào cổ lam giúp hạ và ổn định đường huyết do cơ chế tăng tiết và tăng độ nhạy cảm với insulin. Nhưng bao gồm có nhiều cái loại nó hơi khác nhau một chút về đặc điểm, tức là loại ba lá thì người ta gọi là cái như là loại cổ yếm là lá bóng, hoặc là năm lá là ngũ diệp sâm, hoặc là với loại bảy lá thì gọi là thất diệp đờn. Nhưng mà nhìn chung những cái loại rào cổ lam này tuy khác nhau về một số cái điểm về mặt thực vật học như vậy, nhưng đều có những đặc điểm chung. Đó là bên cạnh các cái có một cái hàm lượng cao về các cái flavonoid, thì đặc biệt là nó có rất chứa một cái lượng rất phong phú các cái loại saponin. Và các loại saponin này rất quý ở chỗ là nó giống các cái saponin có mặt ở trong nhân sâm.
Nhưng mà có một cái đặc điểm là cái số lượng các loại saponin ở trong giò cổ lam này thì gấp nhiều lần, thậm chí gấp 3-4 lần ở trong nhân sâm. Đấy là cái đặc tính sinh học rất là quý của giò cổ lam. Bên cạnh đó nó còn có chứa rất nhiều những cái yếu tố vi lượng cần thiết cho cơ thể. Thí dụ như kẽm, như sắt, như phốt pho và các thứ vân vân. Thì đấy là cái, và về mặt đánh giá về mặt trên lâm sàng thực tiễn thì các loại giả cổ lam này thì nó đều có những cái đặc tính tác dụng cũng tương đương giống nhau. Đấy. Cái giả cổ lam là nó có tác dụng tốt đối với việc giảm, điều chỉnh và làm giảm cái lượng mỡ máu. Đấy. Và thông qua đó nó có tác dụng giúp cho cái điều chỉnh lại cái chuyển hóa và giảm béo rất là rõ rệt. Thì những cái công trình nghiên cứu của giáo sư Phạm Thanh Kỳ và cũng như của các cái đồng nghiệp khác, thí dụ như ở Đại học Sydney ở Úc, tức là của cái tác giả là Same Megali 1999 và 2005, thì đều thấy là nó có tác dụng tốt đối với, ngoài cái giảm cái lượng cholesterol tổng hợp nói chung thì đặc biệt là có tác dụng giảm đối với lại triglyceride và cái LDL. Đấy. Và cái này giảm rất là rõ rệt trong cái thời hạn dùng trong khoảng độ 30 ngày. Thế và nó có cái tác dụng cũng tương đương với những cái loại thuốc điều trị mỡ máu cao trong y học hiện đại, thí dụ như là cái loại atorvastatin, tức là tác dụng tương đương với nhau. Đấy. Cái thứ hai có thể thấy rõ là cái tác dụng điều chỉnh và cái glyco máu của cái giả cổ lam, bởi vì nó thông qua các cái tác dụng của các cái phanocyte, thế nên nó làm tăng cái độ nhạy của tế bào đối với insulin, cũng như là tăng cái khả năng sử dụng glyco của tế bào, và chính thông qua đó nó giúp cho ổn định cái đường huyết, cái đường máu, là một vấn đề hiện nay rất là quan trọng đối với những bệnh nhân có vấn đề tiểu đường, nhất là ở tiểu đường type 2. Thế và thông qua cái tác dụng có tác dụng tốt đối với điều chỉnh cái mỡ máu và đường huyết như vậy, cho nên là cái giả cổ lam có tác dụng tốt đối với hệ tim mạch. Đấy. Nó làm cho tăng cái khả năng chịu đựng của cái tế bào cơ tim, chịu đựng thiếu oxy. Đấy. Và nó làm giảm cái nguy cơ tức là cái kết tụ tạo những cái huyết khối, kết tụ cái tiểu cầu. Đấy. Rồi giảm cái quá trình xơ vữa động mạch. Và chính như vậy nó sẽ giảm bớt cái làm một cái thuốc tốt trong vấn đề dự phòng cũng như là điều trị các cái bệnh lý tai biến về tim mạch cũng như về động mạch não. Cái đó là cái rất quan trọng. Giả cổ lam nó có cái tác dụng tốt đối với lại các cái chống lại cái oxy hóa, rồi dọn dẹp các cái gốc tự do. Đấy. Cho nên là nó có tác dụng tốt trong vấn đề gọi là làm giảm chậm, làm nhẹ cái quá trình lão hóa, rồi quá trình xơ vữa động mạch, rồi nó có tác dụng tốt đối với lại cái bảo vệ tế bào gan, giúp cho quá trình giải độc của gan, rồi hỗ trợ gọi là cải thiện cái hệ thống miễn dịch cơ thể. Do vậy cho nên là nó cũng tác dụng tốt đối với những người bệnh nhân có cái bệnh lý gan mãn tính, bệnh xơ vữa động mạch, rồi giúp cho vấn đề hạn chế và hỗ trợ những cái bệnh nhân có cái bệnh lý về u, về ác tính vân vân. Đánh giá chung thì người ta đều thống nhất đánh giá là các loại giả cổ lam đều có những tác dụng tốt trong hỗ trợ cơ thể trong đề phòng cũng như hỗ trợ điều trị một số những bệnh lý rất quan trọng hiện nay về vấn đề tim mạch, về vấn đề chuyển hóa và hỗ trợ điều trị một số những bệnh lý ác tính. Qua nghiên cứu cho thấy, giả cổ lam ở Việt Nam có chất lượng tương đương với giả cổ lam của Nhật Bản và Trung Quốc. Chính vì vậy, người dân đã sử dụng giả cổ lam để chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho mình như một vị thuốc quý. Đầu tiên là phải đúng cái liều lượng phù hợp. Thế thông thường kinh nghiệm hiện nay thì người ta sử dụng cái giả cổ lam ở cái dạng chè là từ tối đa là từ 20 đến 30 gram khô. Đấy. Thế còn có những cái đối vì giả cổ lam nó có cái tác dụng hoạt huyết, cũng có những cái saponin giống hoạt chất giống như trong nhân sâm. Do vậy cho nên là với những cái đối tượng thí dụ như là phụ nữ có thai, nhất là trong cái giai đoạn là
3 tháng đầu đang cho con bú. Đấy. Thế rồi những người đang có vấn đề liên quan đến vấn đề chảy máu, tính đông máu. Đấy. Hoặc là đang sử dụng một số những cái thuốc đặc biệt như là thuốc chống thải ghép chẳng hạn. Hoặc là trẻ các cháu nhỏ mà dưới 6 tuổi thì phải sử dụng thận trọng và phải có ý kiến của các cái thầy thuốc chuyên khoa. À. Cái thứ hai là do rau cổ lam nó có cái tác dụng là cải thiện cái tuần hoàn não. À. Thế cho nên là chúng ta không tránh nên uống nó vào buổi tối. Vì lúc đó nó sẽ dễ tạo nên cái trạng thái là hưng phấn và sảng khoái. Cho nên là nó ở một số người nào đó có thể là khó khăn cho cái việc đi vào một cái giấc ngủ sâu. Nhưng ở một số người, ví dụ huyết áp quá thấp thì khi sử dụng cũng cần thận trọng và nên có ý kiến của các thầy thuốc thì sẽ có sử dụng rau cổ lam, nó sẽ có hiệu quả tốt nhất cho cái sức khỏe của chúng ta. Hiện nay, các nhà khoa học đã khẳng định những nghiên cứu của người xưa về loại thảo dược này rất chính xác. Bằng công nghệ hiện đại, rau cổ lam đã được chiết xuất thành những sản phẩm dễ sử dụng, đem lại sức khỏe cho người tiêu dùng. Đến nay thì rau cổ lam cũng đã được ứng dụng và phát triển sử dụng một cách rất là rộng rãi. Bên cạnh những cái việc sử dụng theo cái dạng cổ truyền như là uống thay nước hàng ngày thì còn được phối hợp dùng trong rất nhiều những cái thang thuốc, phối hợp với những thang thuốc khác và để cho nó tiện dụng và được nhiều đối tượng sử dụng thì hiện nay người ta đã chế thành nhiều những cái dạng sử dụng một cách tiện lợi như là dạng trà túi lọc. Đấy, rồi phối hợp với một số những cái vị thuốc khác, thí dụ như là các cái chế phẩm từ nghệ như nano curcumin, rồi một số những cái loại trà khác như là trà đắng, trà dây vân vân, thì thành những cái thực phẩm chức năng rất là tiện dụng và có hiệu quả tốt đối với lại sức khỏe, với dự phòng và hỗ trợ điều trị rất là nhiều bệnh. Thế còn đương nhiên trong tương lai thì chúng tôi nghĩ là với cái sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật nói chung và trong đó là trong ngành y dược thì có thể sẽ có thêm những cái dạng khác mà nó được với cái số để làm nào chúng ta có thể sử dụng một cái khối lượng nhỏ nhưng mà tách chiết được những cái hoạt chất chính chủ yếu của rau cổ lam thì chắc chắn lúc đó thì hiệu quả của thuốc sẽ được nâng cao và cái tính tiện dụng của thuốc cũng sẽ được nâng lên rất nhiều. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy đăng ký, like, share hoặc comment ý kiến riêng của mình ngay phía dưới video này. Cảm ơn quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một sức khỏe tốt.